Mấy anh chị mình đến với những tác phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay và tiếp tục uh, sẽ là một chuỗi uh, series tất cả những tác phẩm về những cụ di lạc nhá anh chị mình có thể nhìn thấy cho em trai từ những tác phẩm uh, với chiều cao kích thước lớn tầm trung tầm nhỏ đều có cho anh chị mình có thể lựa chọn và đến với tác phẩm di lạc đầu tiên trong video ngày hôm nay em trai sẽ giới thiệu đến anh chị mình đây chính là một tác phẩm cụ di lạc uh, cầm một thỏi vàng rất lớn Tác phẩm này được chế tác trên chất liệu là một phôi gỗ cẩm vàng hoàn toàn liền khối anh chị mình nhá. Tác phẩm này với chiều cao là 1 m tám chiều ngang 50 và sâu là 40. Em đang giao lưu tại cửa hàng với mức giá là 14 triệu 500 000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị mình có thể là nhìn ngắm cho em trai. Tổng thể tác phẩm từ diện mặt, đường vân chất gỗ màu sắc và đường vân chất gỗ màu sắc thì hoàn toàn tự nhiên mình nhớ. Đây là một tác phẩm rất lớn, hoàn toàn liền khối anh chị mình khi nhắc đến gỗ cẩm vàng anh chị biết đây là một dòng gỗ chuyên về vân rồi các bác có thể nhìn thấy cho em đây là một tác phẩm uh, uh, siêu chiêu hút tài lộc mang đến bình an may mắn các bác có thể nhìn thấy cho em trai những đường uh, đây là một chú cóc thiềm thừa Đấy, bên dưới chế tác này một chú cóc thiềm thừa và đứng cụ đứng trên những uh, đồng tiền vàng vô cùng lớn các bác có thể nhìn thấy cho em Đấy, hay đây những một uh, củ nhân sâm cũng được chế tác rất là tỉ mỉ mình nhá. từ những uh, chiếc lá hay là đây thì mình di sần hết tất cả lên cho các bác mình có thể nhìn thấy cho em đúng không và bên dưới đây là những uh, cậu tiểu đồng ấy tam phúc anh mình ạ Đấy, đủ cho anh chị mình có thể là thoải mái chiêm ngưỡng tác phẩm này và sang một tác phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho anh chị mình đây là một mẫu mới của bên cơ sở tổ chức gỗ trung kiên và tác phẩm này với chiều cao là một m linh tám chiều ngang là 58 và sâu là 32 em đang giao lưu tại cơ sở với mức giá là 8 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển và đây cũng là một phôi gỗ hoàn toàn liền khối cho mình nhá các bác có thể nhìn ngắm xem tác phẩm này đây là một mẫu mới được chế tác để uh, thêm rất nhiều chi tiết cho tác phẩm này thêm phần cân kiệm đây là một tác phẩm dina vác Cành đào chế tác trên một dòng gỗ là gỗ cẩm vàng đường vân chất gỗ hoàn toàn tự nhiên đây là một phố gỗ lớn thì mình chiều ngang rất là lớn luôn chỉ mình có thể nhìn cho em này được uh, chế tác thêm rất nhiều cô cậu tiểu đồng anh chị mình có thể nhìn thấy cho em một tác phẩm rất đẹp đúng không dina diện mặt này hoan hiểu rất là hoan hỉ anh chị hãy nhìn ngắm lại cho em một lần nữa tác phẩm này và sau đó em sẽ sang một tác phẩm tiếp theo cho chị mình và tác phẩm tiếp theo em trai muốn giới thiệu đến chị mình đây là một mẫu di lạc trúc phúc gỗ cẩm vàng tác phẩm này với chiều cao một m tám chiều ngang 42 và sâu là 30 em đang giao lưu tại cửa hàng với mức giá là 7 triệu hai trăm ngàn đồng chưa bao gồm phí vận chuyển và đây cũng là một phôi gỗ hoàn toàn liền khối thì mình nhá một uh, form đứng rất đẹp di lạc trúc phúc mang uh, nhiều đến bình an may mắn tài lộc cho tất cả anh chị em mình bên trên vai cụ là một uh, chú tiểu đồng và bên này là một chiếc gậy như ý này bên dưới đây đấy, cũng được chế tác thêm uh, hai cô cậu tiểu đồng có đủ đầy đủ làm nữ cho anh chị em mình các bác có thể nhìn thấy trên trang đây là một form đứng chúc phúc rất là đẹp bên cạnh tiếp theo là một tác phẩm cũng là di lạc chúc phúc uh, được chế tác uh, trên dòng chất liệu vũ cẩm vàng đây cũng là một tác phẩm hoàn toàn liền khối với chiều cao là một m linh một chiều ngang là 55 và sâu là 28 em đang giao lưu tại cửa hàng với mức giá là 7 triệu 500 ngàn đồng chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị mình có thể nhìn ngắm cho em toàn bộ tác phẩm này Đấy, camera sẽ tiến sát máy quay và uh, đưa đến từng chi tiết cho anh chị mình có thể nhìn ngắm tác phẩm này đúng không ạ được chế tác đến bên dưới này kênh mong sắc lên những củ nhân sâm Đấy, được đục kênh hẳn ra di sản hoàn toàn cho mình nhá những chiếc lá hay là những đường uh, thân mình củ sâm này Đấy. hàng kỹ thì mình ạ diện mặt các bác nhìn ngắm cho em diện mặt này Đấy đường vân chất gỗ là hoàn toàn tự nhiên chị mình nhá tất cả và trong video em trai đã giới thiệu cho anh chị mình bốn tác phẩm di lạc chúc phúc trên dòng chất lược gỗ, gỗ cầm vàng anh chị mình mà ưng ý một trong bốn tác phẩm này anh chị mình hãy nhanh tay liên hệ với cơ sở em trai qua những đầu số này quen thuộc nhá và để sang một uh, tác phẩm tiếp theo cũng vô cùng đẹp và đẳng cấp em trai muốn giới thiệu đến anh chị em mình trong video ngày hôm nay đó chính là uh, một uh, cặp bình sen ngọc am anh chị mình có thể nhìn thấy cho em trai tác phẩm này đúng không đấy và máy quay sẽ tiến cho anh chị mình xem cả hai bình nhá và đây là bình đầu tiên này các bác nhìn thấy cho em đúng không và máy quay em sẽ tiến sang cặp này cho anh chị mình nhìn tổng thể một cặp bình sen rất lớn và đây là một cặp bình sen được chế tác trên dòng chất liệu là gỗ ngọc am tinh dầu thơm những bông sen này anh chị mình nhá là được một phôi gỗ ngọc am vẫn để nguyên si mộc anh chị mình ạ và đây như vậy ở những bát sen này hoa sen hay lụ sen lá sen là gỗ ngọc am vấn đề mọc còn những những cái cuống này là những mây rừng như mình nhá đấy chị mình có thể uốn thoải mái uốn đủ các tư thế mà không bao giờ sợ gãy sợ lứt anh chị mình ạ và tác phẩm này với chiều cao tổng thể từ cả bình và cao là một m chín đường kính bình là 28 và chiều cao bình là chín mươi ba mình nhá và tác phẩm này với chiều ngang của là tán là 75 và tác phẩm này em đang giao lưu tại cơ sở một cặp bình sen này là 20 triệu đồng chưa bao gồm phí vận chuyển thì mình nhá cả một cặp bình sen này rất lớn đấy chị mình ạ đấy một bình sen ngọc an tinh dầu thơm anh chị mình đến uh, nếu như các bác mình thích cả một cặp này thì hãy nhanh tay liên hệ với cơ sở em trai qua cái đồ số này like quen thuộc và em trai sẽ không để chị mình chờ lâu và sẽ sang cái tác phẩm tiếp theo cho anh chị mình cùng thưởng lãm nhá